con biết một anh thì chưa gặp bao giờ, biết trên mạng thôi, trên Facebook. Anh ấy rất là đam mê với cà phê. Anh ấy làm cái việc đấy là anh ấy đi thu thập lại, tái chế và xử lý và làm, tức là cái mà anh nêu bật lên này là mỗi một vụ việc nó lại mang lại một cái chất lượng cà phê khác nhau. Bên Nhật nhỉ, xe bên
xe nó chạy rất nhanh. Cái vút phát nó nào lên sợ thế. Kiểu bảo nhận nó hơi gì. Ừ, nó đẩy gần. Vút phát và xe đang lao này. Nó kinh.